mua Blindbox Bob Farmer được hãng tặng quạt Rico siêu xinh. Tiếp nối phần 1 thì hôm nay mình sẽ khui series Only God Can Judge Me nha. Series này thì mỗi tạo hình của Bob sẽ tượng trưng cho một nghề khác nhau. Có người sang kẻ lại bình thường nhưng mà công việc nào cũng rất đáng quý. Em đầu tiên mà mình khui được là vận động viên đua. Mình siêu thích tấm thẻ này bởi vì nó in chìm trông rất là tinh tế luôn. Sang đến phần 2 rồi nhưng mà thực sự mình vẫn chưa biết làm gì với những cái huy hiệu này các bạn ơi. Cái hôm mua thì mình khá là tiếc bởi vì chỉ có bản huy hiệu thôi, bản mô hình thì đã sold out toàn tập. Tạo hình thứ hai của Bob mà mình khui được thì rất là giống nhân viên trong rạp chiếu phim nha. Trông cũng dễ thương nhưng mà không phải gu của mình cơ bạn ơi. Cái hộp cuối cùng này mình rất thành tâm nó sẽ ra một nhân vật ngầu ngầu bởi vì hai cái trước nó vô chi nhí nhố quá. Và rất may là mình đã bóc ra Bob lịch lãm, một trong bốn em đẹp nhất bộ rồi. Với cái giá 49 tệ một box thì mình thấy cũng đáng để sưu tầm các bạn ạ. Đặc biệt là các tín đồ thời trang mà nhập môn Blind Box với Bob thì chắc chắn sẽ không thất vọng đâu. Hôm ý thì mình mua cái hóa đơn khoảng 220 tệ được hãng tặng thêm một cái quạt Rico này. Cái quạt này đang được bán với giá riêng là 119 tệ nha các bạn ơi. Cái quạt này sinh ra đúng là để đi du lịch rồi. Nó siêu bé luôn ý mọi người ơi, không biết là có mát không nữa. Mình sẽ để ở trước mặt và đo bằng găng tay cho mọi người hình dung nha. Phải gọi là siêu tí hon ý. Ngoài ra thì hãng còn tặng thêm một hộp khẩu trang vô chi này nữa này, có in hình các nhân vật của hãng luôn. Mình thì đã bóc ra dùng một cái mất rồi, hôm nay cho mọi người xem qua thôi. Và mình vẫn chưa biết phải làm gì với đồng huy hiệu này đây.